Hello anh em, chào mừng em trở lại với video tiếp theo trên kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm hướng dẫn anh em một cái thủ thuật chơi, một cái trò chơi môn thủ của mình mỗi ngày, chính là lật bài anh em ạ. Bộ môn đem lại nhiều đam mê cho anh em ở trong cái con game này. Thì đây là con game Kawin và mình có để link game và nhóm để nhận code ở dưới phần mô tả nhé. Thì dường như ở lật bài thì livestream nào mình cũng chơi, và những cái họ nhà Win này thì rất là nổi bên cái lật bài, và mình sẽ hướng dẫn anh em chơi sao cho nó hiệu quả nhất, và cái số tiền có thể thắng tối đa từ một cái vốn ở đây mình có là 397k, gần 400k thì sẽ lên hình như thế nào. Thì hôm nay mục tiêu của mình ấy, thì anh em trước tiên là anh em phải đặt ra một cái mục tiêu cho bản thân. Ví dụ như anh em muốn mình lên được bao nhiêu này, thì anh em sẽ đến một cái mốc đấy rồi anh em sẽ dừng lại. Và anh em là phải chắc chắn về cái mục tiêu của mình. Khi anh em đạt đến cái mục tiêu đấy thì anh em phải rút ngay, chứ anh em đừng có để lại nhá. Anh em cứ có cái kiểu mà cứ cố thêm một tí ấy, là chỉ có auto thua thôi. Nên là anh em đừng có cố quá nhá. Ăn thì anh em dừng thôi, nhưng anh em cố quá là nịt đấy. Ok, thì về cách chơi thì đối với mình thì mình thường xuyên là ấn lên và dưới. Thì những cái tay đánh nhiều xuống này, lên này, xuống này, lên này, xuống này, lên này. Ui nhiều phết, xuống tiếp này, lên này, xuống này, xuống nữa này. Ui rồi ôi, cái tay này là cái tay khá là dài luôn anh em. Mình chỉ đánh xuống và lên kiểu nó theo một cái cầu ấy. Và tôi đánh theo luôn lên, ăn khá là nhiều rồi mà tôi không chịu dừng, tại vì là tôi muốn cho nó thành một cái siêu phẩm. Và 20k tôi đã lên được 600 ngàn. Wow, 20k lên được 600 ngàn anh em ạ. Như thế rất là ấm rồi, nhưng mà tôi hơi tham nên là tôi không rút. Nên là nếu mà anh em thì anh em ăn 20k, anh em ăn tầm 200 hoặc là 100 gì là anh em nên rút rồi. Tại vì là nó khá là nhiều so với cái tiền mình bỏ ra. Anh em thấy đúng không ạ? Tay này mình lại ăn 300 này, thấy là khá ok. Bây giờ mình gấp lên đấy. À, đầu tiên là mình đánh tay 10.000 trước này. À, xuống này. À, chắc là mình đen phát đi. À, không được, 50k nhá. À, 3 này, lên này, xuống này. À, 7 thì chắc là làm tay xuống đi. Ơ à, không được rồi, 50k này. 9 xuống không được này, 100k này, xuống này. Xuống này, lên này. Ôi giời không được tiếp rồi. Ok, mình còn mỗi 500k thôi, mình phải chơi chậm lại một tí thôi. Xuống này, lên này, 100k nữa này, 100k nữa này, 200k cuối này, lên này, xuống này, lên này, xuống này, lên này, lên nữa này. Ok, một điều khá là hay ở cái lật bài này là có thể anh em chơi thua 10 tay liên tiếp, nhưng chỉ cần một tay anh em đánh đúng thôi là cục diện đã thay đổi rồi, anh em đã đủ lượm rồi. À, ok, lên này, xuống này, lên này, không được, tay 200 nhá, xuống này, à, xuống này, lên này, nhận này, ấy đủ mốc, đủ thấy nhiều là mình nhận thôi. Và bây giờ thì mình sẽ cố gắng để lên được 4 củ, đấy, mình cứ lên đúng mục tiêu 4 củ là mình dừng luôn anh em ạ, tay 500 luôn nhá, xuống này, 500 này, lên này. Ôi không được rồi, 500 cuối này. Xuống này. Xuống này. Lên này. Xuống này. Ui giời ơi. Đấy, tôi bảo rồi, bao nhiêu tay thua một tay ăn là đủ ấm rồi. Và bây giờ là mình đã hoàn thành cái mục tiêu 400k lên 4 củ rồi nhá, thì mình sẽ rút luôn đấy. Tránh đêm dài lắm mộng đấy, mình sẽ ăn rút luôn. Và đây là cái lịch sử rút của mình đấy, mình rút khá là dài, gần như ngày nào mình cũng rút, và mình cũng show cho anh em những thành quả của những video của mình hàng ngày luôn nhá. Rất cảm ơn em đã xem hôm nay của mình nhé. Bye bye.